Gần 300.000 đồng là số tiền điện mà gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu ở Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phải trả cho khoảng thời gian sử dụng điện từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 của gia đình mình. Thế nhưng chỉ một tháng sau đó, nghĩa là từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4, gia đình bà phải trả hơn 500.000 tiền điện. Tháng này hơn, chắc là nóng hơn, chỉ bật mỗi cái quạt thôi, thêm quạt thôi. Quạt thì cũng bật thỉnh thoảng thôi chứ không bật nhiều. Còn mọi cái vẫn dùng như thế thôi. Mà tự nhiên thấy tăng quá. Tương tự nhà bà Hiếu, nhiều hộ gia đình cũng khẳng định nhu cầu sử dụng điện không có gì đột biến, nhưng tiền điện chi trả cho ngành điện lực vẫn tăng cao khoảng 30% so với những tháng trước. Nếu mà so với tháng trước thì tháng này nhà tôi tăng hơn tăng gần 100.000. Bởi vì tháng trước là tôi là có hơn 200 mà tháng này là 350. Đấy. Nhưng mà nhà tôi thì lại là dùng hai số điện. Nên thành ra nó cũng không tăng nhiều lắm so với cả là các nhà khác. Nói chung là bây giờ giá điện tăng rồi giá xăng tăng cái gì cũng tăng thì thành ra cái kiểu đời sống tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và đa số người dân đều rất lo lắng với tốc độ tăng này. Việc chi trả hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng sẽ trở thành gánh nặng chi tiêu của gia đình. Trước việc các khách hàng sử dụng điện dần dần chia sẻ về sự bất ngờ khi số tiền phải thanh toán hóa đơn điện tháng 3 và tháng 4 tăng bất thường, thậm chí có gia đình tăng gấp đôi, gấp ba. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thừa nhận số tiền điện kỳ hóa đơn tháng 4 năm 2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên 35%. Lý giải về việc này, EVN cho rằng có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, ngày 20 tháng 3 năm 2019, theo quyết định 648 của Bộ Công Thương, giá điện đã được điều chỉnh sau 3 năm giữ ổn định với mức tăng là 8,36%. Theo tính toán của EVN, khách hàng dùng dưới 50 kWh sẽ phải trả thêm khoảng 7.000 đồng. Với khách hàng dùng từ 51 đến 100 kWh sẽ phải trả thêm 14.000 đồng. Bậc 2, khách dùng 101 đến 200 kWh phải trả thêm 31.600 đồng. Nếu dùng từ 201 đến 300 kWh phải trả cao hơn 53.100 đồng. Với khách hàng dùng trên 400 kWh thì phải trả thêm 77.200 đồng. Thêm vào đó, một phần vì vấn đề thời tiết nắng nóng trong tháng 3, tháng 4 khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh tăng cao. Đồng thời, cộng thêm số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 là 31 ngày, nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 chỉ có 28 ngày. Cùng với sự điều chỉnh giá điện tăng 8,36% đã khiến cho mức tiêu thụ điện có sự dịch chuyển. Chúng ta không nên so sánh là cái hóa đơn tiền điện của tháng trước với hóa đơn tiền điện của tháng sau. Bởi vì là hai cái sản lượng tiêu dùng khác nhau thì dẫn đến là cái hóa đơn tiền điện hoàn toàn khác nhau thì không có gì ngạc nhiên cả. Thế chúng ta cũng nhìn thấy là vừa qua thì cái đợt nắng nóng mà tương đối là sớm, mùa hè đến sớm cho nên tôi nghĩ rằng cái sản lượng tiêu dùng tăng rất là nhiều. Trong khi nhiều khách hàng tiêu dùng còn đang choáng váng về sự tăng đột biến của hóa đơn tiền điện, thì khối khách hàng doanh nghiệp cũng chịu những tác động không nhỏ của việc tăng giá điện, nhất là khi nó cộng hưởng tác động của việc tăng giá xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ. Điều này được chia sẻ trong các buổi làm việc giữa các doanh nghiệp với đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra về quy định bán giá điện và việc tăng giá điện tại Vĩnh Phúc và Hà Nội trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5. Công ty cổ phần giày Vĩnh Phúc hoạt động trong lĩnh vực giày da xuất khẩu đã nhiều năm nay. Do đặc thù của ngành giày da, mỗi tháng sản lượng điện tiêu thụ của đơn vị thuộc top cao trong khu công nghiệp. Do không có đột biến về đơn hàng hay yêu cầu sản xuất, nên lượng điện tiêu thụ trong tháng 2 và tháng 3 không có nhiều biến động. Việc tăng giá điện đòi hỏi doanh nghiệp phải chi trả thêm từ 7 đến 8% giá trị hóa đơn tiền điện so với các tháng trước đó. Điều này đang khiến những người chủ doanh nghiệp khá lo lắng khi tác động kép của điện, xăng, tỷ giá đòi hỏi doanh nghiệp phải có những tính toán để điều chỉnh.
thực ra nói thì cái góc độ xây dựng đơn giá thì nó không phải là thuộc lĩnh vực của người tiêu thụ. Người tiêu thụ chỉ biết là nó tăng, chứ còn việc tăng như thế nào, cơ cấu giá như nào thì do ngành điện, do thượng tầng kiến trúc người ta xây dựng. Cho nên cũng mong là có một cái sự giải thích nó đầy đủ hơn để mà doanh nghiệp là thỏa mãn thôi. Người tiêu dùng người ta thỏa mãn cái việc tăng giá như thế. Còn tất nhiên đối với doanh nghiệp ấy, khi mà tăng giá thì tôi cũng không thể điều chỉnh những cái sản phẩm tôi tăng ngay được. Đúng, nó phải có một cái lộ trình. Ngành điện có lộ trình thì chúng tôi cũng phải có lộ trình. Thí dụ như cái đơn giá gia công chúng tôi không thể thấy điện tăng rồi tôi cũng tăng ngay được, như mấy bà bán rau ngoài chợ bảo giá điện tăng rồi các thứ tăng rồi tăng luôn mớ rau lên. Tương tự, công ty cổ phần Xuân Hòa cũng là đơn vị tiêu thụ điện lớn để phục vụ sản xuất. Vì vậy, việc giá điện được điều chỉnh theo quyết định số 648 của Bộ Công Thương cùng với tình hình biến động của thị trường xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ cũng tác động lớn đến số tiền phải chi trả hàng tháng của doanh nghiệp. Từ đầu năm giờ thì giá xăng dầu tăng khoảng 20%. Đấy, rồi thì tỷ giá đô la chẳng hạn thì cũng anh thấy mấy ngày hôm nay cũng đều tăng. Thế thì mình thì phần lớn nguyên vật liệu là vẫn phải nhập khẩu. Trong nước mình đâu có sản xuất được đâu. Thế thì tất cả những yếu tố đấy thì khi cái logistics thì chiếm khoảng 20% trong cái nền kinh tế, đúng không ạ? Tất cả những cái đấy nó là một cái tác động kép chung. Trước việc điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương, hầu hết các doanh nghiệp đều khẳng định việc tăng giá điện sẽ làm tăng chi phí sản xuất, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cuối cùng, chi phí đó cũng đi vào giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến người dân nói chung. Đặc biệt, thời điểm tăng giá điện bình quân cùng thời điểm với việc điều chỉnh giá xăng dầu và tỷ giá, việc chịu tác động kép từ sự biến động giá của các mặt hàng thiết yếu khiến hầu hết các doanh nghiệp đều khá lao đao. Thêm vào đó, đa số các doanh nghiệp đều cho rằng biểu giá điện hiện nay cần có sự tính toán để đảm bảo công bằng hơn trong cách tính giá điện giữa nhóm sản xuất và nhóm tiêu dùng sinh hoạt. Cái việc tính giá điện thì đấy là cái câu chuyện là ngành điện đưa ra. Còn đương nhiên đối với nhà sản xuất thì chúng tôi không mong muốn cái việc là có các mức giá khác nhau phân biệt giữa các đối tượng khách hàng. Vì sao? Vì đương nhiên là nếu mà cơ chế thị trường thì mọi người đều bình đẳng. Tức là về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng phải thực hiện rất là nhiều những cái trách nhiệm với xã hội là thuế, rồi đóng góp về xã hội, rồi an sinh, vân vân. Thì vấn đề là ở đây cơ chế thị trường thì tại sao chúng ta không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và người dân vẫn dẫn doanh nghiệp. Khi chúng ta cạnh tranh cơ chế thị trường thì chúng ta nên là như vậy. Sau đợt tăng giá điện vào ngày 20 tháng 3, người ta lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi xung quanh biểu giá điện. Theo ngành điện, biểu giá điện bậc thang được xây dựng vì nhiều mục đích như đảm bảo người thu nhập thấp được sử dụng điện, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Nguyên tắc của biểu giá điện bậc thang là làm sao tổng doanh thu bán điện chia cho tổng sản lượng điện bán ra bằng giá điện bình quân. Nhưng theo giới chuyên môn, với cách xây dựng biểu giá điện hiện nay, giá bán điện đang cao hơn giá bán điện bình quân. Với cái cơ chế biểu giá điện như hiện nay, có nghĩa gồm 6 bậc, mà 2 bậc đầu thì thấp hơn cái giá bán lẻ bình quân, cũng ít thôi. Nhưng đồng thời từ bậc 3 đến bậc 6 thì cái giá điện tăng lũy tiến tăng một cách rất xa, rất cao. Như vậy là bất hợp lý. Như vậy với cái biểu giá điện hiện nay, phải nói thực đây là mặt nghiệp vụ, thì ta thấy rằng với cái biểu giá điện đó thì ta thấy là nó đã làm không có lợi cho người tiêu dùng mà chỉ có lợi cho nhà điện.
Thực ra khách hàng họ sẽ chỉ hài lòng và công bằng khi mà có giá cạnh tranh thị trường. Nghĩa là các cái nguồn cung nó phải cạnh tranh nhau và nó phải có va đập, nó phải có sự gọi là quyết liệt của thị trường thì lúc đó mới gọi là có giá công bằng. Thế còn hiện nay rõ ràng là giá điện không phải giá thị trường mà đây là giá được điều chỉnh, có sự giám sát và can thiệp của nhà nước. Nhưng như đã nói đó, mức tăng lần này là khá sốc so với các mức tăng khác. Những cái bất cập ở đây là chia làm 6 bậc. Thì hai bậc đầu ấy thì giá thấp hơn giá điện bình quân từ 0 đến 50 kWh và từ 51 đến dưới 100 kWh điện thì giá thấp hơn giá điện bình quân vào khoảng dưới 10%. Nhưng bên cạnh đó từ bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6 thì cái giá bán lẻ điện bình quân ở bậc này thì cao hơn rất nhiều so với bán lẻ điện bình quân. Đặc biệt ở bậc 3 là mức tiêu dùng từ 201 đến 300 thì giá tiêu dùng, giá bán lẻ điện bình quân ở đây cao hơn giá bán lẻ tiêu dùng rất là cao, là khoảng 36%. Do sự bất cập của biểu giá điện. Biểu giá điện này chỉ có lợi cho nhà đèn. Có nghĩa là như thế nào? Cái giá bán lẻ mà cái quyền ở cái bậc mà người ta hay dùng nhiều nhất ấy thì cao rất nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân. Vì vậy cái này người tiêu dùng thì thiệt. Số hay cái trọng số mà người tiêu dùng điện thì rơi vào cái nhiều nhất là khoảng từ 201 đến 300. Mà quyền số nó càng lớn hay cái trọng số càng lớn thì cái nguồn thu ở đây càng cao. Với cái quyền số lớn như vậy, cái nguồn thu càng cao và cái mức giá lại cao hơn rất nhiều so với giá điện bán lẻ bình quân là 1.864 đồng thì chắc chắn là có lợi cho nhà đèn. Theo tính toán của các chuyên gia, giá điện trung bình của Việt Nam là 1.864 đồng trên 1 kWh, khá thấp so với thế giới. Nhưng nếu phải tính theo các bậc trên cao thì giá Việt Nam lại thuộc hàng đắt đỏ. Biểu giá điện với 6 bậc thang có còn phù hợp với cơ cấu chi phí cung ứng hiện nay hay cần điều chỉnh? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó phải được trả lời dựa trên các kết quả nghiên cứu cụ thể để giải đáp thỏa đáng với khách hàng và người dân. Chúng tôi cũng ghi nhận những cái thắc mắc, những cái ý kiến của một số khách hàng và một số phản ánh của báo chí về việc xem xét cái cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 6 cái bậc thang mà chúng ta đang quy định với cả các khách hàng hiện nay, chủ yếu khách hàng sinh hoạt thôi. Chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiến hành thu thập các cái số liệu thực tế sử dụng điện và sẽ nghiên cứu cải cách cái cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, báo cáo với chính phủ để làm sao chúng ta có một cái biểu giá bán lẻ điện phù hợp nhất với cái thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo cái sự công bằng giữa nhà sản xuất cũng như cái người tiêu thụ thì vấn đề tốt nhất là ta họp bàn, phải có sự tham gia tốt nhất là của bên cơ quan chức năng, đúng không? Bên cạnh đó thì có những cái cơ quan tư vấn độc lập, người ta phải am hiểu nghiệp vụ rất là sâu, người ta có thể tính toán và phân tích, tính một cách cụ thể. Cái này không thể nói một cách chung chung được, đúng không? Phải đưa ra những cái số liệu cụ thể để viện dẫn và đồng thời xác định một cái mức, cái biểu giá như thế nào hợp lý. Đặc biệt cái biểu gồm mấy bậc hợp lý. Vấn đề thứ hai là cái mức giá của từng bậc một là bao nhiêu so với giá đem về. Đây là vấn đề mấu chốt của vấn đề. Không phải đơn thuần là chúng ta chỉ hội họp, hội thảo với nhau mà đưa ra là có thể giải quyết được. Mà các cơ quan chức năng cùng với cơ quan tư vấn độc lập
cũng như đại diện các tổ chức mà am hiểu về chuyên môn ngồi bàn xem xét cụ thể, đưa ra một phương án cụ thể, thì khi đó mới có thể thỏa đáng được cả nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng. Trong khi những tranh cãi về sự bất cập của biểu giá điện bậc thang còn chưa đi đến hồi kết, cũng không thể phủ nhận một mục tiêu của biểu giá điện bậc thang là thúc đẩy việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt, là hàng hóa mà cung phải bằng cầu ở mọi thời điểm, không thể dự trữ nên cần sử dụng tiết kiệm. Điện năng được cung ứng bởi các nhà máy điện khác nhau, thủy điện, nhiệt điện than, dầu, khí, điện nguyên tử, điện tái tạo. Ở nước ta, điện năng được làm từ hai nguồn chủ yếu là thủy điện và nhiệt điện. Thống kê hồi giữa tháng 5 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thủy điện chiếm 38% công suất của toàn nguồn điện. Nhưng đến nay, sản lượng thủy điện tích trong hồ của cả ba miền Bắc Trung Nam chỉ còn khoảng 5,24 tỷ kWh, tương đương tổng phụ tải toàn quốc trong khoảng 7 ngày làm việc. Đặc biệt, sản lượng thủy điện tích trong hồ của hai miền Trung và Nam chỉ khoảng 2 tỷ kWh, tương đương tổng phụ tải toàn quốc trong 3 ngày làm việc. Trong khi đó, nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than, điện khí cũng gặp nhiều khó khăn. Ước tính các nhà máy nhiệt điện than cần đến 55.000 tấn, nhưng trong nước chỉ đáp ứng được 43 triệu tấn, vì vậy phải nhập 12 triệu tấn. Nhu cầu điện tăng cao, vì thế ngành điện đã phải huy động nguồn chạy dầu với tổng sản lượng khoảng 46 triệu kWh từ tháng 4 năm 2019. Đây là nguồn điện giá cao, có mức giá trên 5.000 đồng một kWh. Điện là cái dấu hiệu nước là cũng chưa thấy có cái dấu hiệu nước về. Đến nước mà để phục vụ cho sinh hoạt tưới tiêu là cũng gây khó khăn, Thì cái lực lượng nước mà cho phát điện thì cũng lại càng khó. Và đến thời điểm này rồi thì là nhiều hồ trong miền Nam bây giờ là về mực nước gần mực nước chết rồi. Kể ra có thể thấy như là Thác Mơ, Hàm Thuận, Đại Ninh, rồi Đồng Nai, An Khê, Cà Nắc. Cái này chắc là các thông tin các anh chị cũng nắm được nhiều thì thấy rõ ràng là nước về bây giờ chỉ có về bao nhiêu thì coi như là phát điện được bấy nhiêu, và bên ngay thậm chí bên sinh hoạt họ cũng phải điều chỉnh lại các cái công tác về sản xuất sinh hoạt để đáp ứng theo đúng cái thực tế thì nước, thì đấy là cái thực tế. Chúng tôi thực hiện cái việc là tăng cường lực lượng ở các cái bộ phận khác tập trung cho cái việc đóng điện, thế rồi ký lại hợp đồng lao động với cả các cái cán bộ mà mới về hưu, hoặc là thậm chí mời cả những cái kỹ sư mà đang học ở nước ngoài về trong cái thời gian mà họ mới kết thúc các cái kỳ học mà đang nghỉ giữa các kỳ thì về điều độ quốc gia và điều độ miền để làm việc và thực hiện là các cái công tác là từ đầu tháng 3 đến giờ thì thực hiện các công tác là 3K, 5 kíp, tức là làm liên tục cả các cái ngày và đêm, không nghỉ thứ bảy chủ nhật, không nghỉ ngày lễ để mà phục vụ công tác đóng điện rồi hòa điện. Năng lượng tái tạo nói chung, trong đó đặc biệt là mặt trời thì cũng gây nhiều các cái ảnh hưởng lên lưới điện quốc gia, như vấn đề về một số vấn đề về sóng hài, về điện áp, về trào lưu công suất và đặc biệt là vấn đề về ổn định ở trên hệ thống điện quốc gia. Trước nhu cầu điện trong mùa khô và các tháng còn lại của năm 2019, EVN cho biết sẽ huy động linh hoạt thủy điện theo lưu lượng nước về và nhu cầu phụ tải, đảm bảo khả dụng đến cuối mùa khô, huy động tối đa công suất của các nhà máy nhiệt điện than và tua bin khí khu vực miền Nam, giám sát đường dây truyền tải siêu cao áp để tăng cường truyền tải điện từ Bắc vào Nam.
Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung, ngành điện cần sự chia sẻ, phối hợp từ phía các khách hàng để tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần san tải hệ thống điện trong giờ cao điểm. Tôi khuyến cáo là các khách hàng phải tự kiểm tra xem là mình sử dụng điện như thế nào. Thì có những khi là khách hàng sử dụng điện nhưng mà mình không để ý những cái thiệt hại mà mình tự mình gây ra nhưng mình lại không biết. Ví dụ như là anh bật cái nóng lạnh để anh tắm. Thì anh tắm xong thì anh nên tắt điện. Chứ nếu không tắt điện thì cái bình nóng lạnh sẽ tiếp tục tiêu thụ điện và nó nung nóng cái nước lên và đến mức độ nào đó thì tự động nó tắt. Tắt xong khi nhiệt độ của trong cái bình nó hạ xuống nó lại tự động nó bật lên. Thì những cái trường hợp như thế thì điện tiêu thụ rất là tốn. Mà mình không sử dụng được một cái gì cả, lãng phí, kém hiệu quả. Thì tôi đề nghị là những cái thiết bị trong nhà là phải theo dõi. Thậm chí là có những thiết bị để cái chế độ online nhưng mà thực ra nó vẫn đang tiêu thụ điện. Cho nên là khi mà đi ra khỏi nhà thì tốt nhất là cắt hết tất cả mọi thiết bị điện. Trừ những cái mà buộc phải chạy như là tủ lạnh, đúng không? Mình để vào bảo quản thực phẩm thì mình đương nhiên mình vẫn phải để đường riêng để cho nó chạy. Thì còn những cái gì mà tắt được là chúng ta phải tắt hết. Theo các chuyên gia, trong ngày nắng nóng, người dân thường dùng điều hòa và nhiều thiết bị để giảm nhiệt. Tuy nhiên do không hiểu biết nên việc sử dụng điện của nhiều gia đình chưa hợp lý. Thông thường, khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 3% tùy vào loại máy và cách sử dụng. Nếu nhiệt độ điều hòa hạ thấp xuống 25 độ từ mức 26 độ, điện năng tiêu thụ cũng lớn hơn 1,5 đến 2,5%. Để tiết kiệm điện, chúng ta cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 25 đến 28 độ. Đối trẻ nhỏ thì như tôi vừa nói thì là nếu như mà trong phòng mà dùng máy inverter thì là tốt nhất. Cái thứ hai nữa là lưu ý là tránh để nhiệt độ thấp quá, chênh lệch nhiều quá so với không khí bên ngoài. Trẻ chạy ra chạy vào rồi là tỉnh dậy thì phải có một thời gian nhất định để cho trẻ thích nghi với cả cái nhiệt độ chênh lệch thì mới ra khỏi phòng. Chứ ta không nên là để nhiệt độ sâu quá như người lớn mình là để xuống 26, 27 độ thì dễ gây ra viêm họng rồi là trẻ chạy ra chạy về vào nó chênh lệch với cả nhiệt độ ngoài phòng ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe đến trẻ nhỏ. Cái quạt nó sẽ chức năng làm mát cho cả phòng. Nếu nó bị ngăn cản bởi cái mảng bụi thì nó sẽ mất mát. Cho nên là thường xuyên phải rửa lưới, là gọi kỹ thuật viên điện lạnh để đến chúng ta vệ sinh giàn, cả giàn nóng và giàn lạnh. Theo thống kê, vào mùa nắng nóng, do các gia đình sử dụng thiết bị làm mát liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%. Vì thế, người dân cần chủ động trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng để có thể sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giảm chi phí trong bối cảnh giá điện tăng cao. Còn đối với các doanh nghiệp, trước ảnh hưởng của việc tăng giá điện và các tác động kép từ giá xăng dầu, thịt giá, các doanh nghiệp đã và đang chủ động triển khai các giải pháp sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng sản xuất, khách hàng thương mại thì họ có cái giải pháp hết sức tích cực để làm sao vừa đảm bảo được hạn chế những cái tác động của việc điều chỉnh giá điện và thứ hai là vấn đề nâng cao cái hiệu quả sản xuất sử dụng năng lượng. Với cái việc cạnh tranh toàn cầu bây giờ thì doanh nghiệp bắt buộc phải có những cái giải pháp để tiết giảm chi phí. Và một trong những cái tiết giảm chi phí đó là chi phí tiền điện, chi phí năng lượng. Và như ở Xuân Hòa thì chúng tôi 3 năm nay tập trung rất nhiều những cái giải pháp để giảm như vậy. Ví dụ như chúng tôi làm thay đổi những cái thiết bị mà dùng năng lượng ít hơn 20-25%, rồi thay đổi bóng đèn LED, rồi đưa vào các quy trình quản lý ý thức của người công nhân trong quá trình sử dụng. Thì toàn bộ những cái giải pháp đấy thì cũng giúp cho doanh nghiệp có thể giảm cái chi phí về năng lượng từ 5-10% một năm.
ngay khi mà cũng nó cũng là cái sự trùng lập, nhưng mà nó cũng là cái phù hợp với thời điểm hiện tại thôi. Thì chúng tôi trên toàn bộ văn phòng và cũng như sau này sẽ tới xưởng, chúng tôi bỏ hết cái hệ thống đèn chiếu sáng bình thường thành cái ánh sáng đèn LED. Ngay trên văn phòng chúng tôi đã áp dụng 100% rồi. Thế còn sẽ tiến tới dưới xưởng thì mình cũng sẽ áp dụng cái hệ thống đèn LED, thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều đấy. Trước đây có thể là cái điều động con người có thể tôi giải ra trên dây chuyền, nhưng bây giờ do cái một phần là do ảnh hưởng của cái điện mấy hai này, để tăng hiệu quả thì đương nhiên tôi phải nghĩ đến cái việc chi phí tiền điện, tiền nhân công và các loại chi phí. Điện năng vốn là một hàng hóa đặc biệt, là hàng hóa mà cung phải bằng cầu ở mọi thời điểm. Vì vậy, trong khi chờ đợi những điều chỉnh mang tính căn cơ của cơ quan quản lý để tiến tới một thị trường điện cạnh tranh, không còn độc quyền, người tiêu dùng cần hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động, vừa để tiết kiệm điện năng, vừa để giảm số tiền phải chi trả cho hóa đơn tiền điện trong mỗi tháng. Đó cũng là mục tiêu chung của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm cường độ tiêu thụ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, trong sinh hoạt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.